Rồi, xin kính chào quý vị. Con mình đang có mặt ở chợ đêm Bến Thành, Sài Gòn tối ngày 13 tháng 12 2017. Rồi, bên trái đây là đường Lê Thánh Tôn nữa gì. À, phường Bến Thành, quận 1. Trời Sài Gòn gió nhẹ, mát thì nhiệt độ khoảng 27 độ C. Và quẹo phải đây là đường Trương Định về hướng công viên Tàu Đạn. À, bên phải là đường Lê Minh Xuân, Lê Anh Xuân cái gì. Trang trí Noel lạnh giá cái đèn á. Rồi phía trước đây là vòng xoay ngã 6 Phù Đổng. Về phải là ngôi đường Lý Tự Trọng, ngày xưa Gia Long gì, có kia là Lê Văn Duyệt, bây giờ các bạn 8. À, bên tay trái quý vị là khách sạn New World Cafe Starbucks đó. Rồi, bên phải đây là đường Lê Lai. À, và đây là công viên 23 tháng 9 nơi mà có chợ ẩm thực đường hầm á. Phải đây đường Phạm Ngũ Lão gì vào khu Tây Bờ Lô cho gì xem coi buổi tối ở đây nhộn nhịp cỡ nào ha. À, bên phải là công viên 23 tháng 9. À, buổi tối gì thấy vui không, có cái bar gì nhạc sập sình đó. Đây khu Tây Lô trang trí Noel đẹp hơn. Quẹo đây là đường Đề Thám, quận 1 là gì. Đa số các nhà ở đây họ làm mini hotel nè. Rồi thấy Tây Lô ngồi uống bia ba vũ trường. Thank you.
Sống Sài Gòn về đêm. Đó, về Sài Gòn quý vị nhớ, nếu mà thích ồn ào vui, ra khu phố Tây Bùi Viện, đủ massage, karaoke, bar, vũ trường cái gì, nhậu nhẹt la cà. Rồi bên phải ở đây là đường Nguyễn Trãi gì. Ngày xưa đoạn này có tên là đường Võ Tánh, khu quận 1 nè. Nó khác với Võ Tánh ở Tân Bình. Bên phải là đường Lê Lai, hướng ra khách sạn New World đó. Vừa qua đó là đường Tôn Thất Tùng, ngày xưa là đường Bùi Chu đó vậy. Góc bên trái là nhà thờ Nguyễn Sĩ. Đây, khu Nguyễn Trãi là khu shopping với lại ăn uống gì. Buổi tối vẫn còn nhiều cửa hiệu mở cửa nè. Vậy thì quán ăn Dình Ký nè. Bên phải thì thấy Hoàng Phúc, chỗ shopping center mà trang trí cái đèn Noel đẹp. Bên trái đây là đường Nguyễn Văn Tráng gì.
À, bên trái đây là đường Lê Thị Riêng, ngày xưa là Ngô Tùng Châu này. À, càng về khuya đường bắt đầu vắng gì, trời lạnh hơn à. Ok, good night quý vị, Merry Christmas and Happy New Year, see you, good night.